chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Sao bố mày thấy cái kế của bạn mẹ ngon không? Bố chào mẹ kể lại nha. Thằng được. Mẹ cũng xuống tay luôn. Chưa? Để mẹ kể cho. Nè. Đậu con, đậu của con chứ mày đậu của Thái đâu. Muốn năm đầu vậy đó. Ừ, đậu. Ây da, ây da. Ây da. Xuống không? Con bà cho mẹ mà bây giờ mẹ nắm đậu con, mẹ uống con, mẹ cứ xuống. Tả được rồi, đừng có hành đậu. Tả đâu có hay, mẹ nắm như vậy nè. Ây da. Ây da. Ây da. Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Con chứ không phải anh hai cháu. Mày hỏi gì vậy? Thôi, kìa. Người ta bài mua cho giờ quýnh con nữa. Chạy mới hấp dẫn. Chẳng gì quýnh đâu, chết hấp dẫn. Thì kể, kể là phải làm. Thôi, kể đi xa ra, đi xa ra. Kể gì? Kể được rồi. Bài mua kể cho. Kể được hành sao mà kể. Bài mua cho giờ về quýnh con nữa. Sướng luôn. Sướng không? Sướng không? Sướng. Sướng vậy nè. Thôi, quýnh rồi quýnh lại trời. Bữa này có để bị phát hiện không? Không. Không có hẹn luôn đúng không? Được. Bây giờ con có cái cách này, con học xuống đây con kể nha. Cách gì? Bây giờ con có cái ví dụ này. Mày muốn lụm mình sắp ba cho con nữa không? Không mà không được, ba xíu nữa không được. Lụm hai đứa kia đi. Lụm hai kia hả? Hai kia láo nháo mẹ lắm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ con hôm nay mẹ không quýnh, mẹ quýnh cũng được đó. Nắm đầu vậy luôn. Ê thôi đừng nắm đầu, đầu con đau, nó hoài. Bây giờ con... Không thì kéo này đi. Đau, con chứ. Chả nói mày nắm đầu cũng đau quá. Còn không thì bóp bụng thôi. Bóp gì con. Mà nó mũi này xẹp quá cũng khó bóp. Bây giờ nè, bây giờ vậy nè. Một chút xíu mẹ qua bên kia góc cho mẹ ngủ đi. Ừ. Không? Rồi thì để con để Hải Ca bàn công chuyện với mẹ Hương ở nhà cả nhà. Thì cái màn cho này một xíu mọi người sẽ biết thôi. Cả nhà nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mẹ con Hải Ca nếu mà cái màn cho này mọi người thích nha. Từ bây giờ trước khi vô cái màn cho này á, thì mẹ ghi âm giùm con cái này coi. Mẹ kêu vậy nè. Mẹ kêu Sơn ơi Sơn, gà mẹ biểu. Mẹ nói có chuyện giống như là dằn cái dòng xuống cho giống như là nó u ám nó ghê. Kêu Sơn ơi, gà mẹ biểu. Sơn ơi. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Thôi. Y như ma vậy. Ủa đúng rồi, y như ma. Thôi nha, thôi nha. Để con ghi âm lại. Đâu liệt mẹ rồi chứ nó bị không tại vô gian gì mày. Và bây giờ mẹ kêu quá không, mẹ kêu đi, kêu là Sơn ơi. Sơn ơi không, không từ từ mẹ kêu Sơn ơi, vô mẹ biểu trước đi. Sơn từ 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 vô. Sơn ơi vô mẹ biểu cái gì quá vậy trời, nói gì từ từ để con tắt cho mẹ nó lại nè. 2 3 Sơn ơi vô mẹ biểu. Tụt giống như quái quá nhỉ. Như quái thì giống như quái mà. Từ từ để con vô con coi lại coi. Từ từ rồi nó lại cho nó coi. Trơn ơi. Từ từ máy này nó bị khùng. Nè 2 3 Trơn ơi vô mẹ biểu. Ờ từ từ chưa bấm nè. Mệt gì đâu không nổi. Lại nè 2 Sơn ơi, vô mẹ biểu. Nghe ba kia nè. Sơn ơi, vô mẹ biểu. Tao nghĩ. Vô mẹ biểu. Biểu ơi, vô mẹ biểu. Nghe quá vậy? Vô anh biểu rồi. Bây giờ mẹ qua bên đó, mẹ giả bộ, mẹ dặn cái giọng mày ngủ đi. Mọi chuyện để con làm. Không thành công rồi tôi nắm cái đầu mày. Đây ạ. Đi nha. Tới công chuyện hai con báo kia cả nhà. Thì em mới đi dân quân về. Bây giờ em sẽ cho hai con báo kia một phe xanh mặt. Cả nhìn bầu trời kìa, nó đang u ám. Bây giờ nói nghe nó mới hay. Bây giờ mình sẽ vô cái màn cho này nha. Đi. A few moments later. Ok cả nhà, anh Sơn báo đang cho cá ăn. Thì Hải Ca có lén đặt cái lo bluetooth ở trong đó. Bây giờ mình sẽ mở cái tiếng mà hồi nãy mẹ kêu à, Sơn ơi vô mẹ biểu á, cho anh hai xem là như thế nào nha cả nhà. Sơn ơi. Gì mà Sơn ơi.
Nghe mẹ ơi. Vô mẹ biểu. Cái lò hồi nãy mày bỏ đâu hả? Lỡ mày kêu chạy đây nằm kiếm nãy giờ không chết dạ. Mẹ, mẹ. Trời. Kêu gọi gì mẹ? Mẹ ơi. Đây nè. Mẹ. Mày đây nè. Khó, chết mẹ mày rồi con. Ủa làm gì mà mẹ kêu con dữ vậy? Kêu con, kêu mày đâu? Ai kêu? Nói Yến ơi ra đây mẹ biểu. Ừ nè. Ui. Chắc mày tán vô mặt rồi quá. Ừ nè. Ui. Đang ngủ mà kêu làm gì? Ngủ chút xíu là kêu à? Kêu nói Yến ơi ra đây mẹ biểu. Mày kêu con cái gì? Ai kêu? Mẹ. Má kêu con mà. Đang ngủ anh ơi, tôi kêu anh làm gì? Anh hai. Trời. Trời. Đang ngủ mà mới nằm chút xíu kêu. Thiệt nghe tiếng kêu rõ ràng luôn á. Đang coi cá bên kia mẹ kêu sơn vậy? Nghe rõ ràng chạy đi kiếm mẹ nãy giờ. Ai kêu đâu? Mẹ đâu có kêu. Ai kêu đâu? Mẹ đâu có kêu. Thôi. Cái gì vậy? Đâu có kêu Yến đâu. Con nghe rõ ràng chứ. Mới ngủ chút xíu rồi. Gà vậy trời. Mẹ hay cái này. À, ra là mày. Thăm ngàn. Chưa đã. Dạ. Đứng nổi lên. Tái vô đầu luôn. Mặt bây giờ. Đục vô mặt luôn, đừng đục mặt con. Rồi mày nghe. Ngồi nhận xuống á. Đục vô mặt con. Mày muốn. Bây giờ hãy ra đi đặt cái lò để kêu Nguyễn với anh hai báo nghe nè. Tài xuống. Tới giờ tới anh bé Yến nha cả nhà. Nó đang nấu nước. Cái lô thì con mi nó cầm nó để bên kia cả nhà. Này có mi nó phối hợp với hải ca nha cả nhà nha. Bây giờ mình mở cái tiếng đó lên xem là con Yến như thế nào nha. Yến ơi. Dạ. Vô mẹ biểu. Mẹ. Cái gì vậy trời? Mẹ. Mẹ kêu con cái gì? Ừ. Kêu cái gì? Kêu gì vậy? Kêu xui kêu hoài vậy? Ủa mẹ kêu con nữa. Sorry. Ủa sao ngủ? Gì vậy? Ủa mẹ kêu con đó hả? Bà lấy ra. Sao kêu con? Kêu hoài. Bà có đồ bức chết mẹ đâu giờ. Mẹ kêu con hoài thì có. Kêu đâu mà kêu. Làm... nghe rõ ràng luôn á. Mặt mày luôn nè. Tao kêu con chuyện xui trời, nghe nó lại đi. Kêu con luôn. Đụng vô mặt mày cái chết cha mày luôn á. Tôi muốn đó. Ai mà kêu mà cứ chạy ra kêu hoài vậy? Mân này nó nấu nước thì nấu ra ra kêu. Kêu không? Tao nghe kêu rõ ràng. Nói thì mặt mày lấy chết cha mày giờ. Ai kêu mà kêu? Giỡn hoài. Ai đứa mày kêu tao thì có. Bánh nông biên đi. Bằng này thôi. Cục mặt cho cháu giờ. Hai đứa ra kêu mày nè. Tự nhiên kêu người ta qua đã chỗ rồi quýnh người ta luôn. Đi kêu được mặt rồi. Tự nhiên chứ. Hai đứa đang ngủ ra kêu mày nè. Mẹ kêu con bỏ mẹ. Lau à. Bắt đầu cái ca đi hết cháu giờ. Cái gì đó mày. Trời ơi. Mày kêu con gì nữa. Cái gì? Cái gì là cái gì? Mẹ mày! Mày kêu con hoài gì? Đã ra nói đừng có kêu! Kêu nói đại cái lui bó chích! Đã nó không có kêu là không có kêu! Chừng mày là ba đó! Mẹ nào kêu! Tầm mấy quay! Không có kêu! Nghe rõ ràng! Ủa bác kêu con gì bác? Gì nữa? Trời tao ngủ ở đây ai mà kêu? Không, con nghe kêu rõ ràng luôn á! Ai mà kêu, không có kêu. Thôi, lần hai đi. Ừ. Bạn sao? Lần hai nó phải gặp gì rồi á. Gì? Chị, nó nằm rồi. Em đang nói cắm, em kêu Yến ơi vô đây mẹ kêu. Mà nãy giờ là ba lần rồi đó, là em trả
lời điều giả hết nha. Chị Sơn ơi, mẹ béo, Sơn ơi, mẹ béo. Ai cái bài ác mộng bơ làm gì kêu? Bây giờ luôn à? Nó bán gà chị. Không, em nghe bỏ gà, em nghe rất là lòng lòng luôn nha. Mày kêu Sơn ơi, mẹ béo coi. Đã nói không có kêu. Mày kêu thử con nghe coi. Sơn ơi, mẹ béo, có kêu không? Cái tiếng nó ngọt hơn này. Nãy nói là gì nè? Vô đây mẹ biểu. Chắc là bệnh với hai đứa bay luôn á. Mà cái tiếng nó rất là ngọt, nghèo. Lúc này con nghe chôn. Kêu. Ai đứa bị gì vậy? Bị gì? Mẹ đâu có kêu. Con nghe bác kêu rõ ràng mà. Kêu rồi mà kêu. Hai đứa bay bị gì vậy? Con nghe rõ ràng 2-3 lần rồi đó. Con nghe này 2-3 lần rồi đó. Rồi sao? Mày kêu con chứ sao? Không có kêu. Thầy đi. Kêu sao? Thầy đi. Thầy thầy máy bay đụng luôn. Máy bay nào đụng mẹ? Mẹ kêu sao đâu? Nhưng nói như vậy. Ừ, tỉnh vậy. Sơn ơi, mẹ biểu. Kêu Yến ơi, ừ, vô đây mẹ biểu. Cái tiếng nó qua dữ lắm rồi. Phải kêu mẹ không? Sơn ơi, mẹ biểu. Phải vậy không? Nó giống vậy mà nó cái giọng nó càng tiếng. Kêu đâu giống đầu lao. Lao gì? Nó tiếng tinh gì? Tiếng cảnh chạy kêu mẹ chi cho mày chửi. Mẹ nói cho con nghe nè, mẹ không có kêu, mẹ ngủ. Nó rồi, nó cứ cái con này, cái nằm đây ngủ mãi. Mà nó phải mình con nghe, mày nghe không ấy? Nghe rõ ràng kêu 3 tiếng rồi đó. Mà đứa đây gặp ma. Má. Trời ơi. Gặp ma mày, gặp ma hoài mày. Mẹ đâu kêu mẹ nằm đây, mẹ nói cho nghe nè. Mẹ không sợ thiệt. Nằm đây cái ngủ, hai cái bay đâu phá hoài à. Con ớn mấy vụ đó nha mẹ, đừng giỡn với mẹ. Mẹ ơi, chạy ra là 2-3 lần. Con thịt con rồi con nhát lắm á, đừng có. Trời đất ơi, đã mẹ nói con sợ ma kêu. Gì mẹ? Bị gì á, mẹ không có kêu. Em nghe thấy tiếng 3 lần luôn á, nó cái tiếng nó vang như lắm luôn á. Đầu tiên như vậy. Má nó không có kêu, mẹ không có kêu. Nổi ra gã chơi mọi người. Trời đất ơi. Cùng ao biết rồi, có ngày gặp ma rồi thì nó ha. Nhiều lúc nhan quá, nhiều lúc nhan nha. Mẹ không có kêu, mẹ không có kêu. Tiếng là đái ngùng ngùng á. Kêu vậy á hả? Kêu hoài là con nghe sợ con đái nguồn á. Nằm đây mẹ ngủ hai đứa ra kêu nè. Đây là lần thứ 3 đó bác. Mẹ nào kêu, tôi ngủ mà kêu. Hai đứa bay bị bệnh. Bây giờ con có đi đâu, chỗ nào xa xôi lạ lạ đâu nè. Có bị bệnh lâu năm không? À không rồi. Cũng có á mà cũng sợ. Hai đứa bay bị bệnh lâu năm. Mẹ, mày vô, mày vô Yến, mày vô nghe nó không biết tao đi mẹ. Tao không tin. Em vô nha. Ừ. Mai tao đón xe gửi tụi bay đi xuống bệnh viện luôn. Mẹ nằm ở đây thử con nghe nó không? Con là con nghi mẹ lắm. Nghi, để chúng mình ngủ mà nó kêu. Ừ, trời đất ớn vậy. Mẹ nói cái này không? Thiệt. Má sợ gì chị? Má cỏ gì này? Trời ơi, em nghe nữa hả? Có thấy chưa? Nghe sao? Nghe sao? Thiệt á hả? Em nghe thiệt á. Mẹ nào? Cái gì vậy? Con nói ra nổi ra. Con lạnh lắm mơ luôn á. Nãy giờ là 4 tiếng rồi đó. Tao mượn cái nón rồi. Nón đâu? Làm gì có cái nón mà mượn. Trời ơi, lạnh quá ác quá. Kêu nghe thấy ghê vậy. Ừ. Phải tiếng hải ca không à? Không, tiếng vu bét á. Đây mẹ biểu mà nãy giờ là 4 lần rồi đó mà trả lời hết 3 lần rồi. Mẹ kêu thôi. Tôi sợ quá. Hai cái bay gặp cái hai sao vậy hai? Kỳ vậy hai. Con nằm với mẹ đi. Mày nằm đây đứt giỏng thấy chết mẹ luôn á, mày nằm đây đi. Sợ mẹ. Sợ mẹ ai không sợ tao cũng nghe chạy về. Chuyện đứt giỏng hai ơi. Con nằm với mẹ đi. Nằm đây đứt giỏng không ơi? Mày ngồi đây con đi. Mày đi vô coi mà có nghe nó không? Thôi, đi vô đâu. Nó bay đeo ngay ngồi cho đứt giỏng. Mẹ, mẹ vô con đi. Mẹ vô con đi mẹ. Đỡ không có mẹ nghe tiếng con chết luôn á. Chết gì mà chết, tai tát mà chết. Mẹ vô con đi, đâu rồi? Anh còn yếu hơn ai em nữa nè. Mẹ vô con đi, lại vô đây. Thôi, con nó không nghe, con nghe thôi. Mẹ đi chung con đi. Nghe ghê vậy. Ừ. Mẹ đi kêu Sơn ơi, mẹ đi uống. Ừ. Mẹ đi chung con đi. Trời ơi, đã mẹ nói mẹ không có kêu. Tôi biết mẹ không kêu rồi, mẹ đi con đi. Ở đi đâu? Để xíu con nghe nữa, con chạy không kịp. Chạy đâu mày chạy, mày chạy hồ cá hay con cứ nghe nữa rồi em nghe là lần này lần thứ tư rồi đó. Mẹ cũng nổi óc nè. Bây giờ hai đứa tao ngồi đây đi, tao vô tao lấy đồ rồi. Có gì đâu mà mẹ nào kêu. Cái gì? Đang ngủ. Lấy đồ. Đi, không ra đây. Ừ.
Ra tao kể cho mày nghe. Gì nữa? Sợ mày. Thì mày nói mày bất kể, mày bất kể mày kể gì nghe. Kể cho con nghe kia, nghe vậy không? Nghe gì nghe. Ở đây đi. Đồ nhắc gan. Có gì tao chạy trước á. Gan. Có gì là có gì. Sợ cố gì ta? Yến ơi. Vô mẹ béo. Yeah.